Đầu tháng 10 âm lịch, hai con giáp này gặp may liên tiếp, trời vật chiếu cố, tiền tỷ cầm tay, tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta khi sinh ra đều mong muốn có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và phú quý đủ đầy. Khi các bậc thầy, các chuyên gia tử vi học nghiên cứu số phận con người thì thấy rằng hầu hết mọi người khi sinh ra đều được đặt định trong cung mệnh tử vi của từng con giáp và thêm ngày tháng năm sinh. Cùng giờ sinh thì sẽ được là số tử vi của từng người. Mỗi con giáp vào mỗi thời điểm khác nhau sẽ được trời ban cho những cơ hội và thách thức khác nhau. Khi xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học phương Đông trong số 12 con giáp có 2 con giáp còn là số may mắn nhất từ đầu tháng 10 âm lịch. Bắt đầu từ những ngày này, 2 con giáp làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà nhờ có sự hỗ trợ của các sao thần cát tinh chiếu mệnh. Để nắm bắt được 2 con giáp này là 2 con giáp nào, vận may nào đến với họ trong tháng 10 tới đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Con giáp gặp may mắn đầu tiên đó chính là tuổi Dần. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của 12 con giáp, người tuổi Dần đón tháng mới với không ít thách thức và cả cơ hội mới đi kèm. Đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Dần âm lịch nhận thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có khởi sắc đáng kể trong tháng Đinh Hợi này. Nhờ có cục diện nhị hợp che chở, công việc của con giáp này có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Điều này tạo ra sự hứng khởi lớn lao, giúp bản mệnh càng thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Các thần này còn mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bản thân chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên. Nói là làm, nhưng chúng hổ không mấy khi cần người khác phải thúc giục. Lại thêm chính ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về giúp cho mệnh chủ nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Ở thời điểm này, thay vì suy nghĩ chần chừ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Đương nhiên, chẳng có con đường nào bằng phẳng từ đầu tới cuối. Đôi lúc, con giáp này vẫn có thể vấp phải những trở ngại nhất định, bị nghi ngờ năng lực, chỉ trích, hiểu lầm. Nhưng đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Vì thế, thời điểm này đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng, tuổi Dần chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Thứ hai, về tài lộc. Bước sang tháng 10 âm lịch, có thể nói tài lộc trong tháng của người tuổi Dần ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa nhiều nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân lục hợp, cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến bạn có một tháng thảnh thơi. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng sủng sỉnh hơn. Sự độc lập và tự tin giúp cho những chú hổ từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, mẹ chủ sẽ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản. Có thể thử cân nhắc đến chuyện đầu tư, mạo hiểm. Song đừng vì thấy vận thế tốt mà làm liều, cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định. Chưa chắc liều đã ăn nhiều, nhất là khi nguyên lệnh lâm tử nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền cần có sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi về cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết những gì bản thân đã tích cóp và cày kiếm bấy lâu. Vận trình luôn biến đổi không ngừng, trong lúc đang thuận lợi vẫn có không ít hung họa tiềm ẩn khôn lường, đòi hỏi bản mệnh phải luôn lý trí và tỉnh táo, chớ nên khinh suất. Dù có đạt được lợi ích cũng đừng đắc ý cao ngạo, kẻo bị tiểu nhân đâm sau lưng. Trong tháng, bát bạch tài tinh bay vào trung cung, tức vị trí ở giữa căn nhà hoặc căn phòng. Ở đây, bản mệnh có thể đặt biểu tượng con kỳ lân phong thủy để vừa có tác dụng hóa sát rất hiệu quả, lại giúp tài vận tăng tiến mạnh, lợi cả đôi đường. Thứ ba, về tình duyên. May mắn là vận trình tình cảm của bạn cũng đang diễn ra hết sức êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, không có điều gì phải lo lắng. Một vài xung đột, mâu thuẫn giữa các thành viên đều được hóa giải kịp thời, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. Không khí gia đình đầm ấm, yên vui tạo ra động lực lớn lao cho các thành viên. Một nhắc nhở nho nhỏ là mệnh chủ cũng nên dành thời gian cho gia đình. Có vẻ thời gian qua bạn đã quá bận rộn cho công việc. Trong khi đó, người độc thân có được thiên đức cát thần xe duyên có thể gặp được người trong mộng trong tình huống bất ngờ. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm. Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Theo dõi phi tinh tháng, thất bạch chủ đào hoa bay vào hướng chính Tây. Tại khu vực này, bạn có thể thường xuyên đặt một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa, tốt cho cả tình yêu lứa đôi và gia đạo. Lưu ý thay hoa thường xuyên để đảm bảo không gây phản tác dụng. Quý vị thân mến, trong tháng 10 âm lịch sắp tới, tử vi có cho thấy rằng ngoài tuổi Dần còn có một con giáp gặp may mắn liên tiếp, đó là tuổi Mão. Trong tháng 10 âm lịch, đối với người tuổi Mão sẽ là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo, dễ thấy là đường công danh đang rất rộng mở. Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Mão âm lịch, con giáp này may mắn đón một tháng mới với vận khí hanh thông, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo. Như chú mèo xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích, lợi nhuận cho tập thể. Hơn nữa, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú mèo rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Chính vì vậy, cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều hiển nhiên. Thời điểm này, những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái kết quả tốt lành, ngày chạm tới mục tiêu không còn xa. Nhờ những lợi thế chủ quan và khách quan, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với chính bản thân mình. Lại thêm, sự xuất hiện của thiên ấn, thôi thúc khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im, thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Mão tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng ngày càng rộng mở. Có thể nói, tháng 10 âm lịch với người tuổi Mão là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Với những ai đang muốn thay đổi công việc, tuy thời điểm này không quá lý tưởng, nhưng nếu đã thấy cơ hội trước mắt, bạn đừng quá do dự. Đôi khi, sự mạo hiểm lại mang tới cho bạn những điều bất ngờ mà không phải ai cũng có được. Thứ hai, về tình duyên. Xem tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Mão âm lịch, phương diện tình cảm của bản mệnh có biến chuyển bất ngờ. Nhất là người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới, tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao.
có bán hợp xe duyên, các mối quan hệ xã giao của những chú mèo được rộng mở. Tuổi Mão khéo ăn nói, giao thiệp rộng, rất dễ lọt vào mắt xanh của đối tượng khác giới. Cơ hội làm quen, tiếp cận, mở rộng quan hệ xã giao rất nhiều. Bản mệnh tự tin, thể hiện cá tính và lựa chọn đối tượng theo tiêu chuẩn riêng của mình. Có thể tìm được nửa kia qua mai mối, giới thiệu của bạn bè và người quen. Trước đó, bạn khá phản cảm với hình thức quen qua mai mối. Song đến khi trải nghiệm rồi, bạn mới biết điều đó cũng không quá tiêu cực như bản thân từng lầm tưởng. Với những ai đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cả hai đều biến suy nghĩ tích cực hướng tới những điều vui vẻ nên dễ dàng hóa giải vấn đề về tình cảm. Các cặp vợ chồng son sớm đón tin mừng về con cái. Tháng này có Nhật Bạch, chủ đào hoa tinh hướng chính Tây. Đây được coi là khu vực vượng đào hoa. Bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa, giả đạo thêm phần thuận lợi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.